quay A lên Vam Rider, khánh địa trước sau là tìm sửa xe khánh, đang tháo rồi để ráp nha em, lên khung nguyên bộ Thái Lan nha, Vam Rider khánh địa trước sau để bắt sau nha. Anh em nào muốn lên Vam Rider thắng địa trước thắng địa sau để chơi Tết 2020 cứ qua tìm cho xe khánh ha. Anh em tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha. Quay A. Đang lắp ráp nha nè. Đây, nguyên bộ mới chầm chầm nè ha. Nhận làm nồi làm máy sơn xe dọn kiển cho anh em chơi Tết ha. Nhận xe từ hôm nay tới ngày 28 Tết. Anh em nào sơn xe dọn kiển thì tranh thủ tới sớm nha anh em. Nhận tới ngày 28 Tết nha anh em. Ngày 22 tháng 1 không buồn. Qua ngày đó là nghỉ Tết nha anh em ha. Nghỉ Tết tới mùng 8, 9 khai trương trở lại. Tranh thủ qua sớm nha anh em ơi. Gần Tết xe rất đông ha. Anh em ở xa muốn mua hàng thì liên hệ Khánh 038 9910 535. Nhận ship hàng Hàn Quốc cho anh em. Còn anh em mà không có tới được tiệm thì gửi xe Khánh nhận xe làm cho anh em rồi gửi lại cho anh em ha. Gửi nhà xe Khánh nhận xe cho. Nguyên bộ đầy đủ nha. Bộ đĩa trước bộ đĩa sau, cặp mâm trước mâm sau. Quay A 2019. Rồi, chào tất cả anh em.